À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video hôm nay. Đây là vườn cây bonsai của em Tín, địa chỉ là Phù Mỹ, Bình Định. Thì vẫn tiếp tục, em Tín cũng có chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em một số tác phẩm cây cũng tại vườn nhà. Thì trước khi đi vào buổi giao lưu cây bonsai, Thanh Phú xin phép lướt qua một vòng để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng nhìn ngắm cũng như xem qua tổng quan khu vườn của em Tín. Một khu vườn khá rộng, cũng rất nhiều tác phẩm cây bonsai, thì trong đó cũng đa chủng loại và cũng có nhiều xây cũng như nhiều kích cỡ. Có một tác phẩm xanh cũng khá là to quý vị. Chào em. Dạ em chào anh Thanh Phú ạ. Dạ hôm nay anh Thanh Phú ghé qua vườn nhà thì em cũng lời nói đầu tiên em chúc sức khỏe anh Thanh Phú và tất cả anh chị em yêu cây bonsai toàn quốc. Lời nói chúc sức khỏe và một ngày làm việc thật nhiều năng lượng. Em cũng có chia sẻ qua dịp này, em có chia sẻ đây là khu vườn thứ hai của nhà em. Khu vườn thứ hai. Dạ. Những cái tại nhà riêng của mình, những cái tác phẩm mà mình tâm đắc mình để ở đây để mình thưởng thức trà buổi sáng và cũng có chia sẻ một giới thiệu về một số tác phẩm vườn nhà, cây bonsai vườn nhà và cũng có giao lưu một số tác phẩm với anh chị em. Và sau đây em mời anh chị em vào cái khu vườn để tham quan. Khu vườn thứ hai của em Tín cũng rất là nhiều tác phẩm quý quý vị. Rồi sau đây Thanh Phú mời em Tín chia sẻ những tác phẩm cây bonsai của mình. Cây này thì em cũng mới nhập về này. Cây này cũng mới về cái đây mấy ngày mới làm tay lại thôi. Đây rất là già cây rồi. Một tác phẩm hoàng anh mộc. Rất là cây đây cũng tác phẩm rất là hùng vĩ cây. Đó, cái u nần lại cái sùng da chắc cây nó quá kinh khủng khiếp rồi. Em cũng đang đặt một cái chậu Huế, chậu đẹp tây Huế để nó tương xứng với tác phẩm mà tâm đắc này. Đấy, ung cục từ cái góc thân nó lên là giống như một cái quả núi, giống như một cái vạn lý trường thành đó. Của bên Trung Quốc á, hang hấp rồi nó độ sùng của cái da rồi cái u cục là cái này nó cực kỳ kỳ vĩ luôn. Tác phẩm rất là tâm đắc. Thì mình chia sẻ sơ cái tác phẩm này. Dạ, nó đẹp hai mặt luôn anh Phú à. Em để nhà riêng của em để gọi là em thưởng thức buổi sáng thôi. Người ta làm tay rất là nhặt này. Vào dây để mình quá dữ. Anh thấy mặt phía bên này là nó có chiều sâu hơn. Rất đẹp. Dạ, nó có những cái hang hấp rồi. Đó, chất da sùng nó chảy xệ. Và nó có cái hang động này giống như cái cầu kiều á. Hoặc là cái qua núi mà dưới ra một cái dòng sông vậy. Tác phẩm này nó có rất nhiều ý tưởng để anh em mình chơi và phát triển cái tác phẩm này để thành một cái tác phẩm cực kỳ lớn. Đây là cũng là một cái kiệt tác quý của gì. Cái này em nhìn trực tiếp em cảm thấy nó rất là có hồn của tác phẩm. Cái là cực kỳ là mang tính chất nghệ thuật rất là cao. Tại cổ dưới đây thì
cũng mới xây dựng lại cái dàn dàn bông tán ở cái chú trên đây, mình nuôi cho nó bò thêm tí nữa thì rất là ok. Cái này thì rất là da coi về liền lạc. Và bên trong là em tính ngày ra là nuôi cái mâm to ra, một củ nuôi mâm to ra nữa, cân đối là rất là đẹp. Cái này thì da và rất là liền lạc. Đây củ dưới này cũng khá là to quý vị. Em còn đây xây dựng cái phần bông tán, thêm xây dựng bông tán dưới thì rất là nhanh thôi. Đường cái là nó không có dấu cách. Và nơi đây thì em cũng có mấy tác phẩm tùng rất là đặc sắc. Ở đây là tùng kim cương. Tùng kim cương đó, đang ra lọc rất là đẹp. Okay, vì cây tùng mang tính chất phong thủy á, mình để trước nhà nó cũng giống như một cái biểu tượng cho người đàn ông. Thì đứng trước cái cuộc sống dòng trải qua nhiều cái nốt thăng trầm cuộc sống, nhưng mà nó vẫn lúc nào nó cũng đánh đoạt lên giống như một người đàn ông trong gia đình để bảo vệ cái ngôi nhà của mình. Bão không vên mà mưa không chùng bước. Rồi tiếp tục chương trình mình chia sẻ cái tác phẩm củ dúi. Dạ, thì cái dúi này thì em mua ở Tuy An, nguồn gốc từ Tuy An, đây là dúi núi. Thì nó vẫn còn những cái viên đá núi này, viên đá núi của Tuy An này. Thì có dòng Phú Yên nó mới có cái chất dúi mà nó hoàn mỹ như này. Mà anh soi kỹ là những cái u biếu của nó này, những chất da của nó này. Dòng cái núi rừng là Phú Yên là đẹp nhất. Những cái u biếu cháy sùng á, rất là đẹp. Nó nhiều da. Ta này chỉ cần là 2 năm là nó sẽ hoàn thiện cái cây. Nó mang cái cây bonsai trang trí rất là đẳng cấp. Để em tính chia sẻ kích thước. Đây hoàn thành nó là 1m3 nè. Hoàn thành 1m3. Hoàn góc nó là 1m5. Cái này cao tầm khoảng 3m5. Cao khoảng 3m5. Anh chị em nào mà yêu cái tác phẩm dúi này, dúi bonsai lớn này, kích đại này thì liên hệ với em. Em có giao lưu cái này. Cái này mang cái bonsai đại rất là đẹp, làm cho cái ngôi nhà mình nó thêm cái phần rất là sang trọng. Phần tiếp theo tác phẩm mi chua. Một tác phẩm me. Đó, cực kỳ nghệ thuật luôn. Cái này phải nói là đỉnh cao nghệ thuật. Cốt nghệ thuật. Dạ, cái đường thân nó với lại độ dài của nó là đi rất là khó chịu luôn. Đó. Đây là cây con người ta xây dựng lên này. Những cái độ dài của nó là biết rồi. Để em xoay vòng để mình xem cho nó hết mạch. Cái này đang ra lọc rất đẹp luôn. Cái này bông trái thì khỏi nói luôn. Cái này cũng được một bác ông chia sẻ lại. Thì người ta chơi trên sân thượng, trên đồ già nó rất là kinh điển rồi. Cốt nghệ thuật. Quá nghệ thuật rồi, quá già luôn. Một cây con mà người ta tạo lên cái đường cong như thế này thì phải nói là cực kỳ đỉnh cao và người ta tư duy rất là tốt. Cái này đế thôi rồi rất bài bản luôn, đế quái luôn, đó rất là duyên dáng, rất già luôn. Đó, nó gạch vô phát là cái đây rất là khó làm rồi, người ta cắt giật rồi. Đó, cắt phát này là người ta nuôi lên. Đó, tất cả cắt giật hết nha. Đó, nó mới giá trị cây rồi. Cây là sạch vậy nhôm rồi. Cái này chỉ cần chờ bông trái nữa là anh em mình để vào bàn uống nước anh em mình chơi. Cái này được vào một cái chậu men rạng vuông đất 3D nối của Trung Quốc cũng rất là đẹp, rất hợp với dáng cây. Nên dừng lại em quay thông số anh em mình xem kỹ nha. Anh em rất nghệ thuật, lá rất là đẹp luôn. Cái này cây đi chơi của anh em mình luôn.
để bằng trà thì cô nó vào một cái chậu men càng trắng rất là thơm. Chậu đẹp, nhỏ nhưng mà rất già cây. À, rất là khéo cây. Cái này là cái bộ đế của nó đây. Bộ đế nó là 40. Dạ, còn cái đường thân nó thân đẹp quá, thân nó gạch ngay đây, phải nói cực kỳ duyên dáng. Đường thân nó là 10-15. Thân 15. Dạ, đường thân nó 15. Chiều cao của nó là 48. Cao 48. Dạ. Cái này cái tàng nó đây là 57. 57. Và cái tàng buông nó đây, cái này giống như một cái dáng là tay thi chạy tóc. Buông mái tóc rất đẹp. Đây 55. 55. Nè, đây buông xuống đây, 55. Kèm trong một cái chậu vuông nhọn góc 32. 32 vuông. Dạ, chậu rất đẹp nha. Chậu hai mặt rất đẹp. Đó, người ta đép 3D này. Đó, thì cái đây cây chơi. Ở đây thì em giao lưu qua điện thoại, anh chị em nào yêu thích tác phẩm Mi này thì liên hệ với em. Em xin cảm ơn. Hôm qua tác phẩm tiếp theo là tác phẩm Hoàng Ảnh Mọc Dúi, một cây cu dúi rất là đẹp, rất là duyên dáng luôn. Nó có cái hang động ở đây, thông qua đây nhìn rất là duyên dáng mà nó rất là lạ cây. Chắc da của nó là nó đã già và nó mốt méo như thế này rồi. Một cái đây là cây mini cực chắc luôn. Đó, đẹp. Vô một cái chậu cũng hơi lớn, nhưng mà về anh em mà chơi mà nuôi kỹ á, vì nhà vườn quá nhiều cây nên cũng không có thời gian để sang chậu. Anh em mà về chờ lá già sang chậu gọn cái là cây để bàn rất là đẳng cấp. Để em xoay vòng xem tất cả các mạch. Cụ dúi cực kỳ duyên dáng, cái mạch cắt nó cũng gần như là gom gần hết rồi. Khéo cây rất là khéo cây. Mỗi cây để bàn thì rất là tuyệt vời. Cái dòng này lá nó cũng đẹp nữa, lá nó nhỏ với lại vừa có bông vừa có trái nữa. Nó hay nhất là cái biếu cái này ra đây, nó có cái hang động này, về mình sang chậu nó cao cao lên tí nữa, một cái chậu đẹp mà nó là hoàn thiện quá. Wow, tác phẩm vừa chơi vừa thưởng thức là quá tuyệt vời. Cái nó có một cái cách đây mà nó gom gần hết rồi, chỉ còn một phân nữa thôi. Em quên vòng nữa rồi, em xin đo cái thông số kích thước. Cụ dúi cực kỳ duyên dáng, em xin đo cái cụ luôn này. Cụ này cũng khá to nha, rất là gọn cây luôn rồi. Đây 50 riêng cụ quá 50, còn cái hai cái chân đế này là đây 60 ạ. 60. Dạ. Ở đây chiều cao nó là 38. 38. Nè. Dạ, tầng ngang nó là 43. 43. Nằm trong một cái chậu đang nuôi hình tròn của Đồng Nai đây là 43. 43. Cái này là một người bê nặng. Bê nhị, một người bê nhị thôi. Em xin giao lưu cái này cũng qua điện thoại. Anh chị em nào yêu thích tác phẩm này thì liên hệ với em. Em có ship hàng toàn quốc anh chị em. Dạ em xin cảm ơn. Dạ tác phẩm tiếp theo là cây mai chiêu thủy La Trung ạ. Cây này chiêu thủy La Trung đang chớm hoa rất là nhiều. Nụ rất là nhiều luôn. Cây này thì chơi đang rất là ra bông rất là thơm. Cây này cây một cốt nữa lên 3 thân gọi là tam đa. Cái độ già của nó thì khỏi phải nói rồi. Nó lên những cái mụn một cấp như thế này mà u nằng như thế này thì biết rồi. Mà cái này người ta làm mà cái tàng rất là đẹp nha, nó không bị dính dây nhôm này, đó nó liền hết rồi, cực kỳ già luôn nha. Đó, cái cốt đó này người ta dựng cái chú đẹp chưa, đó, nó cuốn da hết rồi. Và đem xây vòng cái này dân trực, nhưng mà trực người ta làm cái bông tán tan vân nhỏ rất là đẹp. Đó, cái cốt nó to, nhìn kỹ nó cái chất da của nó bộ đế bể 24 giờ luôn, người ta làm cái bông tán đẹp quá, bông thơm. Dòng này thì rất là xuyên bông. Anh em muốn chơi bông là cứ lật lá rồi bỏ phân vô là có bông thôi. Thứ hai anh em mình thi đắp luôn lần đó. Đế rất là đẹp, mở gấu lại rất là đẹp, bông rồng hết này. Đó nó lên
nó nối những cái cơ bắp mà lên này. Đó, từ trên xuống dưới này, độ già của nó cực kỳ đẹp. Xin phép đo cái thông số về cái bộ đế của cái này. Bộ đế cái này là 90 nè. Còn hành gấp đây, gấp này đây là 45 nè. Em đo cái thân chính cho ngay vào đây, thân chính nó là 25 dạ. Cái này chiều cao nó là 62, cao 62, cái tàng nó là cũng 60 à, vào cái chậu tròn của Trung Quốc, nói chung cũng rất là hợp với cây. Cây này thì em giao lưu qua số điện thoại, anh chị em nào yêu thích tác phẩm Ma Du Thi lá trung này thì liên hệ với em. Một cây rất là già và đánh cấp. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một củ dúi Hoàng Anh Mộc. Một cây này thì Hoàng Anh Mộc rất là kỳ quái luôn. Cái củ nó ra một cái giống như cái đưa ra một cái tay như này, rất là già. Vào cái chậu cổ cũng men cũng rất là già luôn, cốt rất quái. Dạ. Nó bay ra rồi nó hồi đầu lại, rất là duyên dáng cái cây. Nhất là cái cu nó này, cái cu nó da nó sùng lại anh nè, rất là nhuyễn cây luôn. Em xây vào cho nó rõ. Cái đây thì thun chậu rồi, cái lá nó là lá tròn, và cái này đã từng ra bông và ra trái rất là nhiều rồi. Xây vòng nữa, nó có những cái lũ thép đó. Còn dúi và cái lũ thép nó rất là bền, nó không bao giờ bị bê hay là bị mọc theo thời gian như các trồng cây khác. Nên chơi nó cái dúi là một cây rất đáng để anh em mình chơi làm bonsai. Khéo duyên dáng cây nè, rất là lạ. Cây này cái dáng nó lạ. Em đo cái cũ á, cái này cũ là 80 nè. Còn cái thân nó ngay chỗ đây, đo ngay đây cho dễ tương tự, để dễ hình dung. Cái này 28 ạ, 28 à. Cái tàng bay ở đây, cái tàng bay nó là 70 nè. Cái này là một người bê thôi, vào trong một cái chậu chậu men xanh của đồng Nai. Men rất là già, chậu 36 ạ, 36 nè. Cái này một người bê nặng ha. Cái này thì em xin phép giao lưu qua số điện thoại. Anh chị em nào yêu quý cái tác phẩm dúi Hoàng Anh Mộc này thì liên hệ với em. Một cây rất là dáng, rất là lạ và rất là già cây. Em cảm ơn. Dạ, tác phẩm tiếp theo là tác phẩm Sâm Trái. Tác phẩm Sâm Trái. Dạ, cái này sâm cốt núi, cốt khai thác. Sâm khai thác. Dạ, cái bông tái người ta làm rất là ok rồi. Nó chỉ cần thiếu một cái chú, cái đây mình vừa chơi vừa nuôi là rất là hoàn thiện cái cây, có thể mang đi chơi được rồi. Lá rất là đẹp nè, lá tròn mà rất là nhỏ luôn nha. Cây này là cực kỳ sai trái luôn. Dáng huyền nó ôm chậu này, nó nhìn rất là đẹp. Và một cái chậu lưu xưa của Trung Quốc, của Biên Hòa Đồng Nai này. Đó, nó có cái dấu mộc mà men ra rất là già, men rất là đẹp. Riêng cái lưu không mà mình thấy là nó lên nước ra, mình cảm thấy rất là ok rồi. Cốt đẹp dầm dày. Người ta làm cái bông tán tỷ lệ nó rất đẹp, không bị chồng chéo, nó không bị đang chéo nhiều. Đó, giờ thêm một cái mâm ngay đây nữa thì cái này thì quá hoàn thiện, là có thể mang đi chơi được rồi. Để em xoay vòng, anh chị em mình xem cho nó rõ. Đó, rất là duyên dáng. Ta làm bông tán nó rơi rất là đẹp. Có cái phần đế cũng như phần chân cao. Cốt rất là già luôn. Ở đây cây khai thác mà không có một vết cắt hoặc là một cái vết sẹo gì hết. Đó là nhuyễn cây giống như một cây con. Cây cốt khai thác mà như này rất là quý rồi. Hiện giờ rất là hiếm có rồi. Dạ, em xin đo cái kích thước. Rất đẹp cây. Cái này ở ngoài nhìn nó phê lắm,
vì nó không có một cái cua đơ nào hết. Ngay đây là người ta nuôi lên, là người ta tạo một cái dáng thác đô rất là đẹp, rất là duyên dáng cái cây. Em đo cái bộ đế đây, bộ đế cây là 38 nè. Còn cái hoành của cái thân này, hoành thân này, hoành thân cũng không to lắm, nhưng mà khó đòi nè. Hoành thân nó là 20 nè, 20 là cũng khá là to. Đó, cái đàn thác đô đó là 70 dạ. Cái lưu xưa này là 32 32 đường kính dạ. Cao tổng thể từ lưu với chậu và cây là 70 dạ. Cây này là một người b cũng không vừa thôi, không nặng lắm. Cây này thì em xin phép là giao lưu qua số điện thoại. Anh chị em nào thích sở hữu tác phẩm Sam núi trái này thì liên hệ với em. Em cảm ơn. Tác phẩm tiếp theo là tác phẩm Hoàng Ảnh Mộc, gọi là Dúi, một cái tác phẩm cực kỳ đỉnh cao về nghệ thuật và độ già của nó. Nó sánh cái đai một thân một cốt luôn, nhưng mà nó sánh theo cái chiều rất là kỳ quái. Nó có cái hang động ở đây. Điểm đai điểm đẹp nhất của cây này, nó mốt méo và độ già của nó. Chỉ có dòng Dúi mà ở Phú Yên, Bình Định nó mới đẹp như này. Độ già của nó cực kỳ. Nó mốt méo này đây, tạo ra một cái rất là kỳ quái cây, và cái độ dâm mà nó miệng như thế này thì rất là lâu năm rồi. Để em xoay vòng để anh em mình xem cho kỹ. Cái này đẹp hết hai mặt luôn nè. Nó cái điểm xuất phát, nó cái đề bàn nó rất là đẹp, nó sáng theo vòng cây và nó dựng lên một cái nhịp cây rất là đẹp, rất là cân đối cây. Tay chân âm dương đồ làm theo cái lối của dân tranh, cây quái nhưng mà cái tỷ lệ cành nhánh thì người ta bắt rất là chuẩn bay rồi. Mà nó có cái con này đây đẹp quá, cốt đẹp, nó gặt ngay đây cực kỳ đẹp luôn. Cây này mình mua thời gian nữa cũng là cây đây để đi chơi này, một trong những cái tác phẩm mình đáng để sưu tầm. Dúi cái cốt khai thác càng ngày càng ít, càng hiếm mà. Đẹp nó khó, nhưng kỳ quái mà nó duyên dáng ngày càng khó hơn nữa. Để mà đo cái biếu này đây, vì cây nó quái quá. Đây là 55 dạ. Thì cái đó giống như hoàn thân của nó luôn. Còn cái em đo cái cốt qua luôn đây, bề cốt qua đây đó là 1m dạ. Đây là anh em trong cái chậu ăn mây của Đồng Nai, cao 55 cao 55 cái tàn ngang nó là 75 dạ. Anh em trong của chậu ăn mây dài nó, chiều dài nó là 56 dạ. Cái này thì một người bê nặng thôi, nhưng mà hai người thì nó thuận hơn, vì nó mỗi đầu hai người bê nhị. Cái này thì em giao lưu qua số điện thoại. Anh chị em nào yêu quý tác phẩm Hoàn Ảnh Mộc này thì liên hệ với em. Em cảm ơn. Tác phẩm tiếp theo là một cụ cần thanh. Cái này dáng vân nhân mà cực kỳ già. Già anh nổi mà nó nối da cốm mà nó kiểu già, cực kỳ già mình. Nhưng là biết là cái chất cao như thế nào. Dáng vân nhân quá đẹp luôn. Trưng tay người ta bắt là rất đẹp. Đó, anh bộ đế là rất là hoàn hảo, đế rất là bài bản. Nhìn ra ở ngoài anh nhìn rất là lực sĩ luôn, coi rất là to nha. Đó, cái này phải là hơn hai găng tay của em ấy. Bộ đế này rất to, bộ đế chai ra đó. Cái ấn tượng là đủ già, mà nó với lại người ta bắt một cái phong cây nó rất là sang cây, nó có một cái cành rơi xuống đây giống như mà tay thi chạy tóc đó. Rất là đẹp, thuần chậu á, anh đây cây rất là xanh tốt đó, nhưng mà lá rất là nhỏ vì độ già của nó rồi, nó đã vào phun chơi rồi, nó giữ phun. Còn những cây cần thanh mà nó còn non nó ra được anh em chăm sóc nó rất là khô. Như những cây đã thuần chậu mà nó đã vào phun coi mà nó già như thế này thì mình chỉ chơi thôi đó. Nó lên những cái biếu này đó, những cái lên biếu rất là đẹp đó, rất là to luôn rồi.
coi là cây anh em mang đi chơi này, mà để chỗ cây xanh nha, mà có hồ cá hoặc là cái sân vườn rộng rộng thì cây này thì chăm hết luôn, rất là duyên dáng cây. Xây kích cũng là rất lớn của nhà. Dạ, cái này là xây lớn, cái này là để sân vườn nó hơi lớn, cái đại xanh của nhà mình. Mà anh quay kỹ lại bộ gốc này, nó cháy rất đẹp luôn. Nó bề đế những cái rễ lớn này, nó tất cả cái rễ đều lên cái vây vây cá sấu này, rất là già cây, cây cốm. Cây này đã từng đi triển lãm thôi. Cây này là một cây rất là nghệ thuật về cái vóc dáng và cái chắc cây. Người ta làm bách bông tán rất là đẹp, tỷ lệ nó không bị trồng chéo hầu như, mà nó tan vân nhỏ rất là sang cây. Em xin đo cái kích thước của cây này, anh quay vòng này phía sâu để anh chị em mà xem. Thần thân là luồng nó không thành đâu nha, nó có khi vô hình nhiều lúc nó không in hình được. Lăn cây này nó lách đi đâu là nuôi cơ tại đó nuôi những cái cơ nó rất là đẹp. Cái vết cách đây mà nó bao là biết à, cực kỳ lâu rồi. Cần thanh là mình chơi cái chất da của nó với lại chơi cái bông tán của nó là rất là đẹp, giống như một cái cây tùng Nhật Bản. Nó nên đo vòng rồi em xin đo cái kích thước, xây vòng rồi đo kích thước cái này. Đấy, cốt lắc có một cái độ nhất định. Mà mình nhìn kỹ là nó sánh theo cái đây này anh à. Đúng rồi, body của nó sánh theo cái đây, nó cuộn lên. Dạ, cuộn lên chứ không phải là thanh lên đơ cây. Em xin đo cái kích thước nha. Rồi em báo kích thước. Dạ, em đo cái bộ đế đây. Đế này đó, trai ra này. Bộ đế là 1m2 anh. 1m2. Dạ. Còn ngay chỗ đây cách góc 20 phân đây là 68. Dạ. Hay chiều cao của cây từ gốc đến ngọn là 1m3. 1m3. Dạ, 1m3, còn cái tán cành rơi nó bộ tán của cành rơi đây là 1m4 ạ. 1m4. Dạ, cái tán ngang nó 1m4. Nằm trong một cái chậu chậu đất nung của Trung Quốc, chậu vuông, cũng rất là xịn. 62 vuông, 62. 62 vuông. Dạ, cao tổng thể từ chậu đến cái ngọn cây là 1m7. 1m7. Dạ, 1m7. Cái này thì tầm một khoảng 50B là ok. Sừng nặng. Cái cây bông tán rất là đẹp và rất là già cây. Anh chị em nào mà thích cụ cần thân này thì liên hệ trực tiếp với em Tính qua số điện thoại. Em Tính có ship hàng toàn quốc. Và em cảm ơn ạ. Dạ, tác phẩm em chia sẻ là tác phẩm hoàng ảnh mộc, tác phẩm dúi. Cái này thì làm theo phong tàng của bonsai Nhật Bản. Cái này thì ảnh mộc mấy anh em thường nói là cái gốc Việt, nhưng mà phong cách là của Nhật Bản thì người ta làm bông tán theo lối của một cây tùng của Nhật Bản á, rất là to, nói một cái mâm nó xoay tay không hết ấy, phải 1m5. Người ta làm cái mâm tán đây rất là đẹp, nghệ nhân người ta rất có năng khiếu làm những cây này. Đó, không thua kém gì một cây nhập khẩu ở bên Nhật Bản về. Lá rất là đẹp, chắc lá rất là đẹp, rất là xanh mơn mơn luôn. Chắc da cây thì cả đây nguồn gốc cũng ở Phú Yên luôn. Cây này thì khai thác 10 năm rồi, những cái cây nó to như này rồi. Đó, anh quay kỹ rồi. Đó, những cây cây này mà để trong cái khu vườn của mình là tạo một cái điểm nhấn cho cái khu vườn mình, nó rất là đẹp luôn, cực kỳ đỉnh cấp luôn. Mình nhìn đơn giản thế thôi, nhưng mà để làm được những cái bông tán mà thiên nhiên này thì rất là khó luôn. Người Nhật Bản là người ta phải xưa tư duy là biết bao nhiêu năm người ta mới làm được những cái tác phẩm tùng vậy. Còn cái đây cây dúi là rất là đặc sắc, một tác phẩm hoa ảnh mộc. Đấy quý vị, nuôi những cái bông phải nói là rất dày ấm kín, dòng lá này rất đẹp. Ta sang cây này nói em leo lên được những cái tán này, có thể ngồi lên đây được luôn này, nó rất là vững chãi, nó tay chân nó gọi là rất là to, nó là ta làm bông tán kinh khủng khiếp.
đó, tức là anh xôi kỹ cái bể nó này, da đến nỗi mà da nó lên cái chắc đồng luôn, những cái dấu vết mà của thời gian là nó kéo xẹo hết rồi này anh, những cái dấu vết nó kéo xẹo ạ, vì nó nằm trên núi đá anh, nó nhìn rất là kỳ vĩ, coi anh thấy tay không, tay một nó không, nhìn lực sĩ ghê chưa, đó người ta nuôi dêm nó gọi là cái bông tán thiên nhiên này. Nhưng mà nó vẫn được giữ được cái tỷ lệ cây phun cây chứ không phải là nó mọc theo cái kiểu mà hoang dã, một cái cây trang trí bonsai cực kỳ đẳng cấp để cái khu vườn mình tạo điểm nhấn, khu vườn mình không thua kém gì một cái cây tùng bên Nhật Bản. Nó đẹp hai mẹ khởi anh à, phía sau mẹ sau nó đẹp lắm, cái mầm bự ra ra thì kích cỡ câu đó, mầm cái làm rất là kỹ cực kỳ kỹ luôn, nhưng mà rất khó nha anh nhá, nhưng đơn giản thế thôi, nhưng mà nó được như này nè, cắt tia thường xuyên ấy, một tháng phải cắt một lần ấy. Nó giữ được cái phun cây như này, cây này thì trái nó rất là nhiều, cây này thì một thân một cốt, nó không bị hen hóc hoặc là bị bỏng ruột gì đó, cái đây là không bị lỗi luôn, chung là đặc cây nhà đặc cây, nó có những cái dấu ấn của cái thời gian, vì nó nằm trên cái vách núi anh, trên núi á, nên nó có những cây ký đá hay là nó dựa vào đá nó mốt méo cái cây ở này, đây là những cái dấu ấn của thời gian đó này, mình chơi những cây như này nó nhìn thấy nó bị đại thụ cái cây, nó có cái lịch sử cái cây, nó trưng tây đá chưa nuôi này cũng lâu lắm hay nè, 10 năm rồi anh à, khai thác về 10 năm rồi. 10 năm. Dạ, cái này cũng thuộc dạng cây đời đầu. Về cái phong tàng chơi cái đây thì nó không đụng hàng. Nó thì nó chỉ là trang trí thôi nhưng mà nó không đụng hàng. Vì cái phong tàng của cây Nhật Bản ở đây thì nó làm theo kiểu phong thủy á. Nó giống như là nghênh khách đây này. Nên ít người tư duy làm được những cái cây đây. Nhưng mà làm được những cái cây này thì nó rất là khó. Nuôi cái mâm rất là khó. Để em đo cái đại khái của cây đây. Được tạo tác giống như một cái phơm cây tùng. Cái cây đại hoành nó là 28 anh à. 28 hoành. Dạ, cái vỗ thân ra này 28, còn cái bề ra là hơn 3 mét này. Bề hơn 3 mét, to hơn thân người này, phải 2 người bề. Đó, nhìn biết rồi. Cây này cao tầm 4 mét. Cây cao tầm 4 mét. Cao khoảng 4 mét nè. Cây này thì cũng dễ vận chuyển thôi. Vì trong cái bệ nó nguyên cái bầu đất á. Cái chú rất là rõ ràng làm cái chú. Nhìn cây nó rất là sang cây. Cây này thì em cũng giao lưu qua điện thoại. Anh chị em nào mà đang tìm kiếm một tác phẩm dúi mà để theo phong tàng của Nhật Bản thì liên hệ với em, một cái cây bonsai trang trí cực kỳ đỉnh cấp, rất là sang cây. Nếu mà trang trí vào một cái gian nhà lớn hay là cái khu vực tạo cái điểm nhấn rất đẹp, lá đẹp ghê chưa, lá nó rất là mơn mơn á, một cây rất là sức sống, rất là mạnh liệt, chơi không thua kém như một cây tùng. Mỗi tác phẩm cây bonsai của em Tín chia sẻ đều có giao lưu theo số điện thoại có trên màn hình để liên hệ với em Tín để mình trao đổi để sở hữu những tác phẩm nha quý vị. Dạ. Cái thời lượng cái cuốn video ngày hôm nay thì cũng khá dài, và cái lời nói em cũng cảm ơn lời nói cảm ơn chân thành đến anh Thanh Phú và tất cả anh chị em đã theo dõi cái cuốn video của em ngày hôm nay, và một lần nữa em thì chúc tất cả anh chị em tràn đầy sức khỏe và thật nhiều năng lượng trong cuộc sống, và em xin cảm ơn ạ. Rồi, chào em. Dạ, cảm ơn anh Phú. Và thời lượng chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Tín, địa chỉ là Phú Mỹ, Bình Định, Thanh Phú xin phép dừng lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.